Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 12, cầu nguyện cho các giáo lý viên. Vatican, trong video ý cầu nguyện cuối cùng trong năm 2021, Đức Thánh Cha tập trung vào thừa tác vụ, sứ mạng và ơn gọi của các giáo lý viên. Cảm ơn họ đã nhiệt tình truyền đạt đức tin và khuyến khích họ loan báo tin mừng bằng những ngôn ngữ mới và theo những cách thức mới. Nhìn nhận sứ mạng quan trọng của giáo lý viên cho việc truyền tải và đào sâu đức tin, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng đây là một ơn gọi, bởi vì là giáo lý viên có nghĩa là bạn phải là một giáo lý viên, chứ không phải làm giáo lý viên. Đức Thánh Cha cảm ơn lòng nhiệt thành của các giáo lý viên khi phục vụ giáo hội và khuyến khích họ tiếp tục loan báo tin mừng bằng chính đời sống của họ, qua sự hiền lành, với ngôn ngữ mới và mở ra với những cách thức mới mẻ. Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội cầu nguyện cho các giáo lý viên, những người được mời gọi để loan báo lời Chúa, xin cho họ trở nên những chứng tá của lời Chúa bằng lòng can đảm và sự sáng tạo và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần với niềm vui và bình an sâu xa. Một ví dụ về một ngôn ngữ mới cho việc dạy giáo lý được tìm thấy trong video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho tháng 12, cho thấy các giáo lý viên và những người trẻ đang làm việc cùng nhau trên một bức tranh tường, với sơn xịt và thùng sơn, hàng chục trẻ em và thanh thiếu niên, cùng với các giáo lý viên của họ, đang giúp nghệ sĩ người Ý Paolo Colasanti, nghệ danh là Gozo, tạo ra một bức tranh sáng tạo về cảnh rửa chân trên bức tường của trung tâm thanh thiếu niên tại giáo xứ Đức Mẹ Coromoto của Roma. Hồi tháng 5 năm nay, Đức Thánh Cha đã thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên như là một sự nhìn nhận thể chế của việc phục vụ này, một sự phục vụ tiếp diễn qua lịch sử của giáo hội và là một ơn gọi, một sứ vụ. Đức Thánh Cha đã giải thích điều này trong video. Tại nhiều giáo phận, ở nhiều lục địa, việc truyền giảng tin mừng căn bản được trao phó cho một giáo lý viên. Vì thế, chúng ta cần những giáo lý viên tốt, vừa là bạn đồng hành, vừa là những nhà sư phạm.